Hôm nay tụi mình làm xe cho bé Dưa Hấu. Với một dáng ngồi đáng yêu, một gương mặt ngộ nghĩnh, ít ai biết rằng Dưa Hấu đã bị liệt từ nhỏ và bị bỏ rơi. Một chị tốt bụng đã nhận bé về nuôi và làm xe lăn cho bé. Nhưng có vẻ Dưa Hấu không thoải mái trên chiếc xe của mình lắm nhỉ. Thế là Forever Wheelchair đã làm cho bé một chiếc xe lăn mới. Lần đầu thử xe, cậu bé có vẻ hơi ngơ ngác. Ủa, đây là đâu? Tôi là ai? Hấu ơi, ra đây với mẹ nè. Mới thử xe thôi mà Dưa Hấu đi giỏi quá, làm mẹ cũng mừng theo luôn. Xe lăn mới với phụ nhúng đèn hồi và toàn thân lót đệm nên có vẻ Dưa Hấu rất thoải mái trên chiếc xe của mình. Mẹ ơi, Hấu tới đây. Đây là cảnh hai mẹ con đang đóng phim tình cảm nè. Xe rất nhẹ nên Dưa Hấu có thể nhảy trên chiếc xe này được nữa đó nha, mà không hề sợ té luôn. Forever Wheelchair chúc chị và bé luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui.